nuôi báo cơm à? Chị ơi, cái này là em Phương mua cho em, chứ chị có đánh chết em, em cũng không dám dùng của chị đâu. Mẹ cũng đã bán cả mảnh vườn đi để lo việc cho anh. Còn giờ em muốn chỉ giết ai là ăn bám ăn hại thì chỉ chết nốt đi. Anh đang nghe này. Ôi giời ơi! Mày có biết cái bộ mỹ phẩm này của tao, bộ sản phẩm này của tao bao nhiêu tiền không? Hả? Cái đồ nhà quê như mày có đủ tiền để đền cho tao không? Hả? Đúng là ăn bám anh mày chưa đủ, bây giờ còn đang hại nữa, nuôi báo cô mà. Chị ơi, cho em xin lỗi ạ. Để em dọn lại cho chị nhá. Còn nếu như mà không dùng được nữa thì để em mua bộ khác đền cho chị. Cái gì? Mua bộ khác á? Mày móc mả ra tiền để mà mua bộ khác à? Hay là mày đi xin anh mày? Trời ơi, đúng là sao tôi phải nuôi báo cô cả cái họ hàng nhà quê mùa như mày chứ. Để đi. Mày ngồi im đấy. Ơ, chồng, sao chồng về sớm thế? Cũng may lần này chuyến bay không bị trễ. Lượt công tác lần này anh có mệt không ạ? Anh cũng hơi mệt thôi. Nhưng mà sao giờ này cô vẫn còn ở nhà? Hôm nay không phải đi học à? Bọn em đang được nghỉ ôn thi, em ở nhà phụ giúp chị Hồng Anh. Công to việc lớn gì đâu mà phụ với chả giúp. Động vào đâu là đổ đình đổ chùa đến đấy. Tôi là phải đi hầu lại cô đấy. Ở nhà có mỗi nó là con gái, mẹ anh thì cũng chiều, mà nó cũng còn trẻ, cho nên có cái gì chưa biết thì em chỉ bảo cho nó giúp anh nhá. Vâng, em nào dám sai vặt em gái anh cái gì đâu. Con gái cưng của mẹ anh cơ mà. Mà con gái ở quê lại sướng thật đấy, như là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhưng mà lại sống dựa trên tiền của người khác, thế nó mới hay. Thôi, để em đi vào nấu cơm hầu hạ các người cho giống con Oxin. Chị dâu em ấy, chỉ nói thế thôi, chứ không có ý gì đâu. Đừng có để bụng nhá. Vâng ạ. Anh có quà cho cô này. Đây là sữa rửa mặt Riskin Farm Coiner và Riskin Serum HA+. Con gái con đứa, nó cứ để mặt chi chít mụn ra, xong nó dỗ như tổ ong ấy. Đợi đấy mà anh lập biếu cho cô nhá. Em cảm ơn anh Giang nhá. Anh mua cho ấy, chỉ nhớ là phải dùng nữa biết chưa. Ba trông cái mặt kìa. Sữa rửa mặt Riskin Wash Farm của tập đoàn Coiner, chiết xuất từ tảo biển và nanovol, giúp làm sạch da, cân bằng độ ẩm, chống nhờn, dưỡng da, làm sạch từ sâu bên trong cho làn da tươi sáng và rạng rỡ, giúp ngăn ngừa mụn, vết thâm nám, mang lại làn da mịn màng và trắng sáng. Serum HA+, an toàn chiết xuất từ thành phần quý hiếm là nano vàng và tàu xanh, kết hợp cùng những hoạt chất dưỡng da chuyên sâu giúp tăng sinh collagen, tái tạo tế bào da, chống lão hóa, giảm tình trạng thâm nám, dưỡng da sáng mịn, thu nhỏ lỗ chân lông, đặc trị mụn, bảo vệ làn da từ tác hại.
con danh này. Cái gì đấy? Mày dám lôi đồ của tao ra mày dùng nữa à? Hả? Không ạ. Em không dám lấy đồ của chị dùng đâu ạ. Mày còn già mồm cãi à? Thế đống mụn bẩn thỉu trên mặt mày đâu hết rồi? Mày không dùng trộm sữa rửa mặt với cả serum của tao, thế thì nó biến đâu? Hả? Chị ơi, cái này là anh Phương mua cho em, chứ chị có đánh chết em, em cũng không dám rủ chị đâu. Cái gì? Anh Phương mua? À, mày lại dám xin xỏ vòi Vĩnh anh Phương đúng không? Mày ăn bám ở nhà tao còn chưa đủ à? Bây giờ mày nghĩ nhà tao là cái ngân hàng cho họ hàng ở quê mày phải không? Hả? Này thì thích da láng mịn này, thích da láng mịn này, thích quả ghẻ hóa thành công, hóa thành phượng để mà đú đở cái giai thành phố đúng không? Nhà tao là nhà văn hóa, chứ không phải là cái nhà để chứa chấp cái loại đú đở lười chảy thây như mày, hiểu chưa? Dọn dẹp hết cho tao! Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Ra ngoài ở là nhiều thứ phải lo lắm đấy. Trời ơi, anh cứ lo bò trắng răng. Nó lớn rồi, cũng phải để cho nó ra ngoài tự lập chứ. Ở nhà nhiều, đần hết cả mặt mũi ra đấy. Em suy nghĩ kỹ rồi ạ. Em chuyển lại gần trường cho tiện việc đi học luôn. Với cả năm em năm cuối rồi, còn nhiều việc phải làm lắm. Thật ra thì anh vẫn muốn cô ở lại nhà anh hơn. Nhưng nếu cô nhất quyết muốn ra ngoài ở riêng ấy, thì anh đồng ý. Có gì cần thì phải gọi cho anh nhé. Em xin phép đi luôn đấy ạ. Em đi. Em chào anh chị. Đi, vào đây em. Trong. Sao lại dẫn nó lấy đẻ ở cùng với mình nữa à? Em ăn nói kiểu gì đấy? Thì Diệu nó về với mẹ một thời gian, xong nào lên đấy chơi. Có thế thôi mà em cũng phải hỏi. Em chào chị ạ. Em mới ở quê lên. À đây, mẹ có gửi cho anh chị ít đồ là trứng gà với rau sạch cả đấy. Anh xin. Thôi không dám. Cô mang về hộ tôi cái. Chứ những cái thứ này ở trên này không thiếu. Ở quê nào phân trâu phân bò bẩn thỉu chết đi được ấy. Như là báu bở lắm không bảo. Em thôi đi. Thì đúng rồi còn gì. Ở quê mùa màng thất bát, tính lên đây xin tiền ăn Tết đúng không? Mà còn anh nữa ấy. Em cũng nói cho anh biết này, sắp tới mấy hôm nữa thôi, em lại phải đóng tiền học tiếng Anh cho con này, rồi tiền chi phí nhà cửa này, rồi em còn phải mang tiền đi phúng lễ Tết nữa chứ. Đâu có cái kiểu mà một người làm, rồi cả họ bâu bám càng như thế được. Vâng, năm nay mùa màng thất bát, mẹ cũng vất vả lắm. Cho nên là chuyện hôm trước anh nói với mẹ, mẹ bảo là chỉ bán được đất, rồi lo được người này cho anh thôi. Cái gì? Như thế này là như thế nào? Công ty anh làm ăn thua lỗ, sắp phá sản rồi. Anh không muốn em biết nên đã không nói với em. Với lại mẹ cũng đã bán cả mảnh vườn đi để lo việc cho anh ấy. Còn giờ em muốn chỉ giết ai là ăn bám ăn hại thì chỉ giết nốt đi. Anh đang nghe này. Anh nói cái gì? Công ty phá sản á? Làm sao mà như thế được? Anh làm ăn kiểu gì mà để công ty bị phá sản? Hả? Anh là đàn ông mà sao anh lại kém tao ngu dốt như thế? Hả? Mà cũng đúng thôi. Quyết làm thì cam chịu. Anh làm ăn thua lỗ, mẹ anh bán đất để trả nợ cho anh là đúng rồi. Con ngồi ở đấy vênh mặt lên ơn với nghĩa với ai? Còn cô nữa ấy, để tiền ở đây rồi thì đi về đi. Cô thôi đi. Cái loại vợ chỉ biết đến tiền và coi thường nhà chồng như cô ấy. Tôi nói thật nha, không đáng để tôi tôn trọng đâu. Cút ra khỏi nhà tôi đi. Anh dám đuổi tôi à?
cút ra khỏi đây và tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt độc ác của cô nữa. Anh, thôi mà, bớt giận đi. Em xin lỗi. Em chỉ hơi nóng giận nên mới như thế thôi. Từ nay em sẽ không như thế nữa. Anh tha lỗi cho em nhé. Tôi chịu nhẫn nhịn vì cô lắm rồi. Đừng nhiều lời nữa. Cô đi đi. Điều kỳ diệu